là Quỳnh Tú Anh. Hôm nay em ngồi đây là vì em đã đậu visa. Congratulations. Em đã đậu visa Mỹ và sẽ đi học ở bển. Thật ra lý do mà em chọn đi học là vì nước Mỹ khá là tốt. Hình như là em không có cái dự định lúc đó, hồi đó là em không có một dự định nào để đi du học luôn. Em chỉ tính ở đây học xong rồi thi vào trường đại học tốt rồi ra làm việc thôi, mà không biết mình có công việc hay không. Cái sau đó tư của em, má tư của em ở bên Mỹ mới là kêu mẹ em hãy mở đường cho em qua Mỹ học đi. Sau đó là quen biết một người chị, đó chính là chị Thanh. Chị cũng là từng là một học sinh mà nhờ cái công ty của mình hỗ trợ cho chị Thanh đi học du học ở bển. Rồi mẹ mới liên hệ với công ty và giúp em qua bên, chứ em cũng không biết gì nhiều. Có hai chị nhân viên rất dễ thương và tốt bụng đã đồng hành với em, đó chính là chị Thảo Tiên và chị Trân. Hai chị này đã hỗ trợ em rất nhiều. Chị Trân đã hỗ trợ em về mặt phỏng vấn, những câu hỏi, giúp em soạn những câu hỏi đó và tập dượt cho em qua cách call video. Bởi vì nhà em ở xa nên chỉ có thể call chứ không thể gặp trực tiếp chị ấy. Còn chị Thảo Tiên thì lại hỗ trợ em về những phần từ vựng, cách làm sao để mình lanh lợi khi trả lời họ và có tinh thần thoải mái hơn. Hầu hết những hồ sơ thông tin chọn trường thì chị Trân đã lo cho em, và trường mà Moral High School thì chị Trân cũng giới thiệu cho em, thông tin chị Trân cũng đưa cho em, nên em cũng không có làm gì nhiều. Em chỉ học những câu trả lời và chuẩn bị tinh thần thôi. Còn về giấy tờ thì chị Trân cũng lo cho em, nên em khá là biết ơn chị Trân. Về mặt khó khăn thì chuyện gì cũng phải có khó khăn rồi. Ví dụ như lúc đầu á, chị Trân đã gửi cho em những câu hỏi và những câu trả lời đã được soạn trước, những câu kinh điển mà người ta thường hỏi, mà em cũng có coi sơ. Và buổi phỏng vấn đầu tiên á thì em lại không có thuộc nhiều, nên em chỉ trả lời qua lo vài câu. Cái chị Trân khá là tức giận, lúc đó em cũng buồn, nhưng mà em đã cố gắng hơn. Em cũng đâu có suy nghĩ tiêu cực đâu, em đã suy nghĩ tích cực hơn là bằng cách em bỏ hết trong trường luôn, cúp học 2 ngày ở nhà soạn câu hỏi, làm hết tất cả những gì có thể. Xong qua ngày thứ hai em đã được khen. Lúc vào rồi thì vẫn diễn ra ổn thỏa thôi. Vô xếp hàng, đưa giấy tờ này nọ, đi dấu vân tay, in tay trái trước, 4 ngón tay trái trước, xong rồi tay phải rồi 2 ngón cái. Rồi ngồi đợi chờ. Thường thì cũng như là 10 câu kinh điển mà các anh chị đã soạn cho các bạn, là bạn học trường nào, bạn sẽ học, bạn tại sao bạn lại học trường đó, ba mẹ bạn làm gì, ba mẹ làm gì, làm ở đâu, đã làm được bao nhiêu thời gian rồi, và một câu đã quyết định cuộc đời của em. Em nghĩ câu đó rất là quan trọng, đó chính là what's your favorite movie, và em đã trả lời The Adventure. Và nhân vật mà em yêu thích nhất đó chính là Thor. Và anh lãnh sự, có thể nói anh đó rất là vui tính và đã cởi mở mở đầu câu trả lời giùm em, đó chính là he handsome. Và em đã trả lời yes, he's so handsome and he's strong. Thế là em đã đậu. Em mừng mà tới nỗi em nhảy ở chỗ đó luôn á, là anh biết chỗ nào. Lúc đó em mừng, em ỉnh hai cái tay em lên phòng kính như thank you very much, you are handsome, thank you so much. Không biết có kỳ quá không, lúc mà em đi ra em gặp mấy người mà đang in dấu vân á,
good luck man. Đi về. Thiệt, em nói thiệt, lúc đó là em mừng mà em bị khùng luôn á. Em nghĩ các bạn cứ bình thường đi, vô bình thường. Tuy có rung thiệt, tuy là rung thiệt, nhưng mà nếu các bạn thấy mình có cái gì ngon trong bản thân mình thì mình cứ tung ra hết. Cái gì mà quá ok tung ra hết đi, không sao cả. Mới đầu vô hello thì rung thiệt đó, nhưng mà nói chuyện một hồi sẽ ổn thôi. Đừng quá lo lắng, chị Trân chuẩn bị khá là chu đáo. Nên em chỉ bước vô và chỉ cần đưa hồ sơ mà bạn gốc của mình đưa cho chị, và chị sẽ sắp xếp ổn thỏa cho em tép hồ sơ này nọ luôn, không cần chuẩn bị gì nhiều.